Ba chuyện tâm linh kỳ bí có thật được camera ghi lại. Bảo vệ thấy ma trong bệnh viện. Trong thế giới vô vàn những điều bí ẩn mà con người khó lòng tưởng tượng hay giải thích, những chiếc camera đã vô tình ghi lại nhiều khoảnh khắc rùng rợn khiến người xem không khỏi lạnh sống lưng. Các video clip có thật dưới đây sẽ cho chúng ta thấy thế giới này không đơn giản như những gì chúng ta vốn biết. Chuyện rùng mình tại bệnh viện Argentina. Một đoạn video trích từ camera giám sát của Viện An dưỡng Finochietto ở Buenos Aires, Argentina cho thấy vào 3 giờ sáng, cửa trượt tự nhiên mở. Một nhân viên bảo vệ đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, ra mở dây chắn và chào hỏi một người vô hình ở lối đi, như thể để một bệnh nhân vào. Vấn đề là trong video, ngoài nhân viên bảo vệ thì không có ai khác cả. Sau đó, nhân viên bảo vệ đi lấy xe lăn cho bệnh nhân, nhưng dường như bệnh nhân không ngồi xe lăn, còn anh bảo vệ chỉ tay cho bệnh nhân đi vào trong sảnh. Điều khiến sự việc đáng sợ hơn là bệnh nhân mà người bảo vệ nói mình đã đón tiếp khi đó quả thực là bệnh nhân ở đây, nhưng đã qua đời vào ngày hôm trước. Được biết, sự việc này xảy ra vào hơn 3 giờ sáng một ngày tháng 11 năm 2022. Nhiều trang tin đã liên lạc với Viện An dưỡng Finochietto, nhưng viện này đã phủ nhận có bệnh nhân ma, cho rằng nhân viên bảo vệ kia chỉ bày trò đùa cợt. Rợn tóc gáy những hiện tượng như phim kinh dị trong trường học Ireland. Trong clip là cảnh tượng bí ẩn từng được ghi lại tại trường D Park ở Cork, Ireland, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nhìn vào clip, có thể thấy rõ cánh cửa đã tự đóng mở, sách bắn tung tóe, hàng tủ rung lắc dữ dội và tấm biển báo đặt phía trước bất ngờ đổ sập, dù không có bất kỳ ai ở đó lúc sự việc xảy ra. Hiệu trưởng trường Deer Park Kevin Perry cho biết ông đã được thông báo về những chuyển động lạ trong trường và khi quay lại để kiểm tra camera thì phát hiện sự việc trên. Cũng theo ông Kevin, mọi người cảm thấy có gì đó lạ và ớn lạnh lúc đi qua khu vực này. Ông nói, một trong số các giáo viên mang theo thú nuôi nhưng con vật không bao giờ muốn đến gần khu vực đó. Hiện nhiều người cho rằng trường học này có ma, nhưng cũng có người cho rằng sự việc này chỉ là trò đùa của một ai đó. Nhưng điều đáng ngờ là ngoài camera kích hoạt bằng chuyển động được lắp đặt ở hiện trường thì không có camera nào khác ở các hành lang dẫn đến đó bị chuyển động, kích hoạt. Xôn xao clip cô gái bất ngờ bị luồng lực bí ẩn đẩy ngã. Ngày 11 tháng 8, một đoạn video đã làm dậy sóng mạng xã hội khi ghi lại cảnh tượng lạ thường trên đường phố. Trong video, một cô gái đang đi bộ thì bất ngờ bị bật mạnh ngã về phía sau. Nhưng điều khiến người xem rùng mình là cô gái không hề va đụng vào thứ gì và trên đường đi cũng không có vật cản. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc rằng phải chăng có những điều bí ẩn đang xảy ra mà chúng ta không thể nhìn thấy? Và phải chăng có những sinh mệnh huyền bí vô hình tồn tại, chỉ là chúng ta chưa biết hoặc chưa đủ can đảm để đối diện mà thôi?